Vì sao những ngày qua chúng ta sẽ các bạn đã có râm ran trên thị trường là cái vị trí nó rất đắc địa, tìm hiểu dự án của chúng ta đắc địa ở chỗ nào nhé? Vâng, thì dự án của chúng ta là tâm điểm kết nối và khơi nguồn văn hóa. Moonlight Center Point vươn mình kiêu hãnh ngay tại cung đường tên lửa Sơn Úc, và chỉ cách chợ lớn đâu đó chỉ có 10 phút di chuyển thôi, và là vị trí kết nối toàn diện tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa đi các tỉnh miền Tây. Vâng, quý vị và các bạn, thì thật sự là như vậy. Thì cái cung đường tên lửa là lộ giới 40 m, và cái khu vực này đã được mệnh danh là Phú Mỹ Hưng và là danh giá bậc nhất của khu vực Bình Tân. Và đặc biệt hơn nữa là vị trí của dự án của chúng ta là liền kề An Mon Bình Tân, cư dân có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn tại nơi đây. Và cái vị trí của chúng ta cũng được xem như là cái vị trí cửa ngõ của Tây thành phố, và nơi đó là có cái tuyến đường chính để kết nối các quận huyện, các tỉnh thành lân cận. Vâng, và thiên đường mua sắm giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực ngay cửa nhà bạn, An Mon Bình Tân. Chỉ là một bước thôi, các bạn đã tới được An Mon rồi, và ở đây có hàng ngàn các cái nhà hàng, kính thưa các thể loại, các thương hiệu Ả Rập chiếu phim, giúp cho các bạn có một cuộc sống tận hưởng cuộc sống cực kỳ thú vị và cực kỳ dễ dàng trong một cuộc sống và tiện nghi. Vâng, bên cạnh đó thì khu vực của chúng ta là liền kề khu y tế kỹ thuật cao Shangri-La lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì khu vực này là bao gồm hệ thống bệnh viện quốc tế, bệnh viện Gia An 115 và trung tâm nghiên cứu và trường đại học y dược, cùng nhiều chuyên khoa hỗ trợ với tổng là lên đến đâu đó khoảng 1.700 giường, và có quy mô hiện đại bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm này. Vâng, thì cái khu y tế kỹ thuật cao này sẽ phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân sống tại dự án của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem lại, thì dự án của chúng ta là tiện ích nối liền tiện ích ha, kề bên là An Mon, tiếp thêm là khu bệnh viện quốc tế Shangri-La, tiếp theo đó là kính thưa các thể loại về trường tiểu học, các siêu thị, Co.opmart và các cái trường học, và các trường học và bệnh công viên Phú Lâm. Vâng, tiện ích nối liền tiện ích.